chia cùng với ta. Từ ngày thơ bé ta mong được tung tăng đi khắp chốn nhân gian. Thời gian không nhường chi đam mê, hãy biến những đam mê thành hiện thực. Hãy luôn quý và hãy nâng niu tình bạn nhiệm màu. Chuyện này thật là lạ, tại sao đứng ngoài này khi lẽ ra chúng ta phải ở trong đó chứ không phải ở đây? Ồ, con có thể giải thích điều này. Ồ, tốt thôi, tôi nghĩ chắc là cậu sẽ giải thích được. Đầu tiên, chúng ta phải lập kế hoạch trước. Sao chứ? Ông biết đó, chúng ta cần phải nghĩ cách trước khi chúng ta thật sự muốn làm điều gì đó. Thật đáng yêu, nhưng ta không giống cô, ta có thể làm mọi thứ. Thực ra... nghe có vẻ rất tốt, nhưng làm vậy chỉ lãng phí thời gian. Đã có ta đây, các cô còn cần thêm gì nữa chứ? Với cái phép thuật kỳ lạ và nửa cái não của ông hả? Tại sao cô lại ở đây? Ý của ta là chẳng phải cô đang nhận nhiệm vụ đi ngăn chặn bọn Gentrilin sao? Ít nhất phép thuật của ta có thể làm được gì đó. Phép thuật ông nói ở đây là... giống dây nè. Đi cứu Fluttershy. Con đã nói với ông rồi mà, phép thuật không có tác dụng ở vương quốc Gentrilin đâu. Ngọn đuốc của Rysalik được làm từ viên đá đen cổ đại, và nó hút phép thuật bên ngoài giống như cách mà Gentrilin hút tình yêu vậy đó. Đó là cách giúp hang tổ ông được an toàn. Vậy bạn có nghĩ ra kế hoạch gì chưa? Không có phép thuật, mình không nghĩ ra được gì hết. Các bạn khác đang đến nên sẽ có cách tốt hơn ngay thôi. Những người khác, mọi thứ có rồi. Nếu chúng ta vào trong và phá hủy nó, có thể phép thuật sẽ trở lại. Đó là một kế hoạch thật kinh khủng. Làm thế nào mà chúng ta vào được bên trong đây? Đi bộ. Cái việc đi bộ này ta không có làm trong ngàn năm rồi, trời ơi. Ôi, ta không thể biết làm cách nào mà mấy cô lại kiểm soát được gì biến mất và xuất hiện ở nơi mình muốn như vậy. À, con chắc là ông đã quên là ông cũng có thể tự biến mất được mà. Để ông ấy nghỉ ngơi chút đi. Không ai trong chúng ta biết mình sẽ mất phép thuật mà. Được rồi. Nếu như chúng ta bị tách khỏi nhóm thì phải có một cái gì đó để chúng ta chắc chắn nhận ra nhau. Giống như một mật mã bí mật. Mấy cô thấy sao nếu ta nói là chúng ta, còn các cô nói diệt vong, hay là các cô nói cứu giới, còn ta nói ôi trời. Ông thấy sao nếu tụi con nói Glossy, còn ông nói Raconoquis? Glossy ra Conoquis, quyết định vậy đi. Mình chắc chắn sẽ ghi nhớ. Được rồi, chị rất vui vì em đi chung. Chị nghĩ chúng ta không thể tìm được đường nếu như không có em. Chắc chắn là không rồi. Ông làm sao ra được đây? Đây là hang hình tổ ông. Nó cứ liên tục thay đổi hình dạng. Chỉ có chúng tôi mới có thể điều khiển được nó. Những ai không biết sẽ thấy rất hỗn loạn. Phải, sự hỗn loạn cố ý. Ta không biết phải gọi nó là cái gì nữa. Có chắc là chúng ta sẽ có lại phép thuật khi phá hủy ngai vàng đó không? Nếu thò rát đúng thì sẽ là như vậy. Tốt, tạm yên lòng rồi. Nhưng làm thế nào mà chúng ta có thể phá hủy được nó đây? Mình không biết. An ủi tốt á. Ta không nghĩ là cô lại mang theo mấy cái thứ này để phá hủy cái ngai vàng vô giá đó đâu cô bé hả? Hãy hỏi chúa tể của sự hỗn loạn đó, người không ngừng rên rỉ trong khi đi bộ. Đúng, và khi ngai vàng bị phá hủy, ta chắc chắn sẽ có thể cứu tất cả các bạn của cô thoát khỏi chuyện này. Trong khi cô vẫn chỉ là một cô phù thủy với trình độ ở dưới mức trung bình mà thôi. Dưới trung bình hả? Sao ông? Dừng lại ngay. Chúng ta sẽ thành công khi làm cùng nhau. Sẽ rất tuyệt nếu như hai người cố giúp đỡ lẫn nhau, thay vì cứ đứng đây cãi nhau hoài như vậy.
tốt thôi. Giúp bằng cách nào? Đừng hỏi mình. Mình thậm chí không thể đưa ra lời khuyên nào tại lễ hội hoàng hôn dù mình có phép thuật. Giờ thì cả ba chúng ta đều vô dụng rồi. Ít ra thì Thoa Rát biết nơi chúng ta đang đi là đâu. Mọi người ơi, chúng ta lạc rồi. Họ tuyệt. Chúng ta phải ngồi đây và chờ bọn chúng đến để hút hết tình yêu của chúng ta. Hoặc là chúng ta phải làm cái gì đó. Bao lâu thì Trangeling lại thấy đói vậy? Thực ra em không thấy đói nữa là từ khi gặp Spy. Còn Trangeling họ luôn luôn cảm thấy đói vì họ chưa bao giờ hút đủ tình yêu. Em thật là siêu. Nhưng tới giờ em vẫn chưa đói hả? Một khi em đã có bạn, em nghĩ là em cần quên tất cả những việc đó đi thôi. Có phải giống như cánh của em đã thay đổi rồi không? Em nghĩ là vậy. Còn ta thì thích ngồi quây quần bên nhau trò chuyện về ăn uống và không ăn. Ta phải giải cứu Fluttershy thôi. Ông có thể nói nhỏ một chút xíu được không hả? Ông sẽ làm cho chúng ta bị bắt đó. Cô nói thì nói vậy, nhưng từ khi vào đây ta có thấy tên Chandrilling nào đâu chứ. Tiếng gì vậy? Chandrilling đi tuần tra đó. Có vẻ như bây giờ chúng ta cần bàn một kế hoạch đàng hoàng thì phải. Kế hoạch gì đây? Chúng ta không có phép thuật và cứ ảo tưởng là sẽ có người cứu mình sao? Bạn có đem theo bơm khói không? Bạn đùa đó hả? Đến đây bắt tôi đi. Các người chỉ có vậy thôi sao? Không quá tuyệt vời và mạnh mẽ nhưng cũng hiệu quả lắm mà. Đương nhiên rồi. Lizzy Draconicus. Ta nghĩ là ta cần một mật mã mới thì phải. Đó là một kế hoạch tốt. Nhưng chúng ta vẫn không biết đi đâu hết. Thật ra chúng ta có thể, vì còn một số tên Chandrilling không đuổi bắt chúng ta. Khi có kẻ đột nhập vào đây thì họ sẽ chia ra bảo vệ nữ hoàng. Ý hay đó Starlight. Tính sao? Mình đi thôi. Cho dù có muốn đi thì cũng không thoát được lính canh gác đâu. Chắc chắn sẽ bị bắt thôi. Chúng ta cần phải đánh lạc hướng bọn chúng. Mình hết sạch bom khói rồi. Bình thường ta có cách đánh lạc hướng rất hiệu quả, nhưng giờ không có phép thuật. Ông không nên đánh giá thấp mình. Xin chào, Chandrilling ơi, Chandrilling ơi. Ta tin rằng các ngươi rất ngạc nhiên khi thấy ta đứng tại đây. Khi ta nghe nói ta sẽ phải chơi đùa với một nhóm Chandrilling, ta đã rất kinh ngạc. Sau đó, nhận ra ta chỉ là một trong số các ngươi. Nói thật, đây không phải là đám đông khó khăn nhất ta đã từng gặp, nhưng mà chắc chắn là khó chịu nhất gà. Khó chịu? Điều gì đang xảy ra vậy? Nếu các người nghĩ mình có thể bắt được ta thì tiến lên hết đi. Ổng làm chuyện gì cũng như vậy hết trơn á. Ôi vui quá khi có rất nhiều người hâm mộ ta như vậy. Ta sẽ quay trở lại chơi đùa với các người sau khi giải cứu được Fluttershy. Cứu, cứu giới. Fluttershy. Discord, con bị mắc kẹt nè. Là cô đó hả? Ta có thể cứu cô khỏi đây. Nhưng nhưng gì? Nhưng ngươi không phải là Fluttershy của ta. Ý ta là ta tách ra khỏi nhóm của mình mà lại tình cờ gặp được một người mà ta muốn cứu nhất hay sao? Ta ngửi thấy mùi âm mưu tăm tối rồi. Không, không, không còn cách nào để ông tin tưởng con hết. Ông đi tìm người khác đi. Con hiểu được mà. Ôi trời ơi. Tất cả chúng ta có thể là Changeling, cho nên ông đừng có cứu ai hết.
trừ khi ông chắc chắn được ai mới là Fluttershy thật sự. Xem ra đây là một trò lừa dối rất là khó chịu, có đúng không nào? Không phải là thiệt nè, con là thiệt nè, con là Fluttershy nè. Chúng ta không thể đợi Discord. Nếu như tìm ông ấy và Tracy thì lâu đài sẽ bị những tên lính bao vây mất. Nhưng nếu chúng ta muốn phá hủy ngai vàng của Rasalit thì phải có ông ấy. Ông ấy có thể cướp toàn bộ quân đội ở đây. Nếu như ông ấy muốn, ông có thể đã bị bắt rồi. Xin chào đồng đội của ta. Chúng ta không thể đợi ở đây được. Chúng ta phải tìm ngai vàng. Ta nghe thấy một số tên Chandelier đuổi theo ta, nói là biết ngai vàng ở đâu đó. Glossy. Ta có thể là Glossy. Nào, đi theo ta. Bạn biết đó không phải là ông ấy đúng không? Chắc chắn rồi. Hướng này, chúng ta gần tới rồi. Em biết kế này rồi. Nếu hắn ta kêu quẹo trái thì chúng ta quẹo phải mới đúng. Hắn dẫn chúng ta tới nơi của lính phục sẵn. Được rồi, mình sẽ xử lý. Hai bạn hãy chạy vào đường hầm kia đi. Khoan đã, không thể được Tracy. Mình không biết làm gì hết. Chúng ta đã làm mất ông ấy, cho nên không thể mất thêm cậu nữa. Mình không còn phép thuật. Mình... Starlight, bạn đã dẫn tụi mình đến đây, còn mình với Discord thì cứ lo cãi nhau gây phiền cho bạn. Bạn không cần phép thuật cũng biết nên làm gì mà. Mình biết là bạn sợ đưa ra quyết định, nhưng có thể nói là bạn đã làm rất tốt rồi, nên hãy nghe lời mình đi. Nè, Discord, có muốn xem trò mới con vừa nghĩ ra không? Con gọi nó là bắt hết bọn Changeling lại. Chạy mau! Một con kỳ lân nhỏ bé đi một mình kìa. Ồ, làm sao ta có thể ngăn chặn việc cứu con tinh này đây? Thật là tuyệt, là học trò duy nhất của công chúa tình bạn đây mà. Họ nói thật, ta không nghĩ ngươi có thể thay thế cho đám thuộc hạ của ta đâu. Ngươi sẽ không được như ý đâu. Ta làm được rồi, không có ai đến đây cứu ngươi hết. Bạn bè ngươi đâu rồi? Sao ngươi chỉ tới đây có một mình vậy? Harad đang ở bên ngoài. Đừng có nhắc đến tên phản bội trong vương quốc của ta. Cậu ta là một tên ngốc khi bỏ đi mà còn quay trở về đây. Nếu ta bắt được, ta sẽ cho cậu ta thấy kết cục của kẻ phản bội là như thế nào. Hình như ta có con mắt nhìn xa đó. Xem đây. Taurus. Thông minh thật đó. Taurus đã tiết lộ bí mật ngai vàng của ta cho ngươi rồi, nên ta không thể để các ngươi sử dụng khả năng của ngươi để chống lại ta được. Kể cả nỗ lực giải cướp con tinh ngu ngốc đó của ngươi cũng nằm trong kế hoạch của ta hết rồi. Kế hoạch gì? Sao ngươi lại làm như vậy? Dĩ nhiên là để ta được no bụng bằng cách thay thế các nhân vật được yêu mến nhất ở Equestria. Thuộc hạ của ta có thể lưu giữ lại tất cả tình yêu đó và đem chúng về đây cho ta. Các kỳ lân đó sẽ nghe theo sắp đặt của ta, và ta sẽ nuôi dưỡng tình yêu của bọn chúng qua thật nhiều thế hệ. Nếu bà không ăn được thì sao? Thật mắc cười. Cơn đói của Changeling không bao giờ được thỏa mãn đâu. Thật ra là Harad rời khỏi đây làm bạn với chúng tôi, được chia sẻ tình yêu, nên cậu ấy không cần ăn nữa.
Các người không nên sống một cuộc đời như vậy đúng không? Người không có hiểu về Changeling cũng như cách để trở thành một nữ hoàng đâu. Ta mới là người quyết định cái gì tốt nhất cho họ, không cần ngươi phải xen vào. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra khi quản lý họ bằng cách đe dọa. Vì việc này giống như những điều mà tôi đã từng làm trước đây. Nhưng tôi đã sai rồi. Một thủ lĩnh thật sự sẽ không bắt buộc mọi người từ bỏ bản thân, mà nên làm cho họ trở nên đặc biệt và biết lắng nghe khi họ có những ý tưởng hay. Điều duy nhất mà Thoras nhận được đó là phải trả giá cho việc phản bội lại vương quốc này. Không, đừng. Chỉ cần ta hút hết tình yêu trong người của cậu ta thì các ngươi sẽ thấy được sức mạnh của người thủ lĩnh là ta đây. Em cảm thấy tình yêu trong em đang mất dần đi. Em không thể nào giữ nó lại được. Dừng lại đi. Chia sẻ tình yêu làm nên sự khác biệt của em với họ. Em nên chia sẻ tình yêu cho Rysalis. Đưa hết cho bà ta đi. Đây là những gì xảy ra khi mọi người chia sẻ tình yêu cho nhau thay vì cướp nó. Fluttershy, thật tốt khi gặp lại ông. Starlight, có chuyện gì vậy? Chúng ta đã đánh bại được Changeling mà không cần phép thuật. Họ đã tìm được thủ lĩnh mới và bây giờ họ là người tốt rồi. Em giỏi quá, Starlight Glimmer. Em đã học được rất nhiều từ lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau. Khi Twyla và bạn của bạn ấy đánh bại tôi, tôi chạy trốn và tìm cơ hội trả thù. Bà không nên làm vậy. Bà có thể trở thành một thủ lĩnh xứng đáng mà. Không có sự trả thù nào mà ngươi có thể tưởng tượng nổi đâu. Và ta chắc chắn là ngày đó sẽ không còn xa đâu, Starlight Glimmer. Thoras, cậu đã là thủ lĩnh mới của Changeling. Ta mong chúng ta có thể thảo luận việc cải thiện mối quan hệ trong tương lai. Tuy nhiên là lúc này đây, tốt hơn hết là chúng ta nên rời khỏi vương quốc Changeling này thôi. Ý kiến rất hay. Giờ chúng ta nên mở tiệc trà ăn mừng ở nhà Fluttershy thôi. Được, mọi người hả? Thật ra, ông có thể dùng móng vuốt của ông để đưa tụi con đi bất cứ đâu rồi. Ý kiến của con hay đó chứ. Nè Starlight, bạn làm gì ở đây vậy? Lần trước bạn rời khỏi đây rất là vội. Mình cứ nghĩ bạn không muốn đến đây đó. Vì mình nghĩ sau khi mình sử dụng phép thuật lên tất cả các bạn, mình không đủ tự tin làm người sẽ chịu trách nhiệm về cuộc thi làm bánh. Mình lo sợ mình sẽ quay lại như con người trước đây. Nhưng mình đã hiểu ra, đôi khi chúng ta không có sự lựa chọn. Chúng ta phải bước tiếp. Và mình đã thay đổi. Mình đã làm được. Dù là giải cứu Equestria hay giúp các bạn tổ chức lễ hội hoàng hôn. Nói về lễ hội, mình biết lễ hội này rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta đã mời thêm vài người bạn đến đây cùng tham gia. Hy vọng là được. Bạn đang đùa sao? Được chứ. Tuyệt quá. Cuộc thi sẽ tổ chức ở đâu vậy? Cô bạn này cần một cái bánh đó. Làm biến đổi về chất các làng khiến các giá trị văn hóa đặc trưng dần bị mai một. Các cách thức bảo tồn hiện tại chỉ đủ để người ta nhắc nhớ về nó, chứ không đủ để làm sống dậy trọn vẹn, đủ đầy vẻ đẹp và giá trị của một di sản văn hóa giàu giá trị. Nhiều làng nghề giờ không giữ được hồn cốt, bị biến dạng dần dần.
làm sao giữ được cốt cách của tinh hoa làng nghề,